Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Nhập học rồi thì một tuần có ngày chủ nhật là team Tony rảnh để gom lại nhà mình quay phim thôi. Còn mấy ngày thứ trong tuần á thì mình sẽ tập hợp mấy anh lớn để quay clip nha các bạn. Đang làm gì kìa? 3, 2, 1 diễn. Cách thích. Thôi dẹp luôn đi. Đang làm gì vậy? Thì em đang đọc thằng chú nè. Có câu thằng chú mà chiều hôm qua tới bây giờ mày chưa thuộc. Thôi bây giờ mày kết ấn với phun lửa thôi. Còn cái âm thanh thằng chú á, tao về tao chèn sao cho. Mình làm việc nghiêm túc giùm anh chút xíu đi cô Tí ơi. Tưởng kênh TikTok mày còn nhỏ hả? 10,000 follow rồi đó. Mấy anh em đang làm cái chim biến hình hả? Mấy anh em đang quay TikTok nè anh. Đúng rồi anh, hôm bữa cô Tí nó thấy anh mặc cái áo này nè, quay chim biến hình up lên TikTok hơn 1,000,000 view, nó thấy thích quá bởi vậy nó bắt chước. Bú phim hả mày? Rồi. Quay đi. Ngưng luôn đi. Tao nhớ lại rồi. Hôm bữa là cái áo này mình đã mặc rồi các bạn. Ngày hôm nay cu Tí lại mặc cái bộ này rồi em quay TikTok. Người ta không có vô coi đâu mà người ta còn chửi em nữa đó. Vậy giờ mình làm gì anh? Mình phải tạo ra một cái trend biến hình riêng. Phân hân chi hợp. Mày có lấy nhân vật gì vậy? Naruto. Anh né qua bên đi để em làm lại nè. Phân hân chi hợp. Mày à, cái tay của anh đang làm cái gì đó? Em đang kết ấn phân hân nè anh. Này mày lại tao chứ kết ấn gì? Mày có biết tại sao kênh TikTok tạo hơn 3 tháng mà có 10,000 follow chưa? Tính ra như vậy là nó cũng hay lắm rồi đó anh. Chứ còn như mình á hả? Tạo kênh hơn 1 năm rồi, cái trend nào lên xu hướng á mình cũng làm theo hết á. Rồi ai nổi tiếng mình cũng bú phim hết. Vậy mà tới giờ chưa được 10,000 người follow nữa. Thôi dẹp luôn đi. Quay phim cho hai khứa này mất thời gian quá các bạn ơi. Giờ mình quay YouTube đi. Chừng nào rảnh rồi quay up TikTok sao? Tính ra từ lúc mà team người lớn mình thành lập tới bây giờ là chưa có làm một clip cosplay nào hết đó các bạn. Vậy mình làm luôn đi anh. Đảm bảo với anh cái series này là mấy bạn nhỏ phái vui lắm á. Mình thấy cái ý tưởng này cũng hay á. Vậy mấy anh em mình sẽ quá thân thành những nhân vật hoạt hình nổi tiếng, sau đó up YouTube, sẵn quay thêm vài clip nữa up TikTok để lấy tương tác luôn. Anh em thấy sao? Xong rồi đó, anh em quay lưng lại đây. Ở đây có 4 thùng giấy tương ứng với 4 mô hình nhân vật khác nhau. Nhiệm vụ của mình là dỡ thùng giấy lên, trúng nhân vật nào thì mình sẽ phải cosplay cho thiệt giống nhân vật đó. Để rồi. Em giúp trước cho. Rồi cô Tí. Con này đi. Ô, Vegito Lu. Cái con nhân vật này là mình thích nhất trong phim nè các bạn. Mà nó tóc xanh, không lẽ giờ em mắc nhuộm tóc lên hên vậy? Em làm cái gì lại chuyện của em, miễn sao giống nhân vật này thôi. Ok. Rồi tiếp theo tới tao. Rồi tới mày. Em mở lại. Ủa, Vegito. Ngon rồi. Con này cấp mấy mày? Con này cấp 1, tóc nó đen, mày khỏi phải nhuộm vàng đó. Không, khỏi nhuộm. Đấy, phong nè. Đó. Sao nó nhỏ xíu vậy anh Vinh? Cái vấn đề đâu gì đâu em. Quan trọng là nhân vật này nhân vật gì? Này là Goku tóc đen, chưa có biến hình thành siêu Saiyan nè. Đó dễ làm. Em rồi đó, đi đi mày. Thôi mày kìa. Đây tao dỡ thùng lên luôn cho. Yogo kiếm sĩ đó các bạn, dỡ lên đi. Mình là người đút mấy con nhân vật vô thùng giấy mà, không lẽ mình không biết. Rồi làm đi mày. Rồi tao luôn. Đi làm. Chuẩn bị kiếm cho nó nữa. 5 minutes later. Không ổn rồi các bạn ơi. Lần này mình bốc thăm chúng nhân vật Vegeta. Phải chi tóc của mình dài như tóc của Phong á. Chỉ cần xịt keo vuốt lên cái là xong. Đằng này tóc của mình ngắn ngủn như miếng dùi vậy nè. Rồi làm gì được. Xem ra là phải chế tạo một cái bộ tóc giả cho nó rồi. Mà xui thêm cái nữa là phải chi bốc thăm chúng cái nhân vật nào ở trần đi đỡ biết mấy. Đằng này Vegeta nó mặc thêm bộ áo giáp, cho nên mình phải kiếm một cái vật liệu nào đó cứng cứng để làm giáp cho nó nữa. Như ở trong nhà này Vinh nó để nhiều đồ lắm. Vô đây kiếm thử rồi. Để coi. Đây. Cả đống trong này nè. Này sao áo cùn không ta? Này mấy cái mặt nạ của mấy đứa nhỏ bắn súng. Đây. Ha, xốp. Mà khoan. Mà xốp này mềm xèo sao làm áo giáp được. Thôi đi. Để kiếm khác. Này gì trời. Thùng cạc tông hả? Thùng cắt tông này được nè. Mình sẽ lấy nó để làm tóc với giáp cho con Vegeta nha. Lôi ra ngoài làm. Lẹ. Để mình vô kho này coi có gì hay cho tóc Goku được không. Ê đó. Ôi, chị Hung hả?
Với hôm này bụng lên xấu lắm. Này gì vậy? Màu agilit. Này sơn lên chắc rụng tóc luôn quá. Rồi kho này không có rồi. Thôi đi qua kho kia. Hôn vào. Wow. Ủa mà bộ đồ này em nhớ hôm bữa mình đi quay phim ngoài Đà Lạt là để ngoài mà. Thì quay phim xong anh Vinh có xin mấy bộ treo trong phòng thay đồ á. Bộ đồ thì nhìn giống Goku rồi đó. Nhưng mà còn mái tóc anh tính sao nè. Mày thấy tao giống chưa? Chắc tại mình đẹp trai sẵn rồi cho nên là mẫu tóc nào nhìn cũng đẹp hết á. Bây giờ mình mở tủ ra lấy cái chai keo xịt tóc. Đây. Đặt cái cam xuống đây cho dễ làm nha các bạn. Như vậy chắc được rồi đó. Tóc Goku là nó phải dựng lên như vậy nè. Bao nhiêu đây chắc đủ rồi nè các bạn. Bây giờ mình chỉ cần gáp mấy kẹp này lại là thành mái tóc của Goku rồi. Còn về mặt trang phục á thì mình sẽ mặc lại bộ đồ đóng phim vô hợp hôm bữa nha. Chắc anh Vinh cắt đồ trong phòng hai đồ á để mình vô trong kiếm. Đi. Không biết trong này có không nè. Đây nè. Đây chính là nó. Đây cái quần. Cái bộ đồ này hôm bữa anh Vinh kêu ta thiết kế theo kiểu quần áo Goku á. Vô. Không biết có rộng không nữa. Tôi cũng thật sự nể phục cái ông tác giả của bộ truyện tranh One Piece này. Khi mà ông nghĩ ra được cái kiểu tóc gì cho Zoro luôn á trời. Để mà làm được kiểu tóc này á, mình phải ăn hết một trái sầu riêng 3,5 kg các bạn. Để mà lấy cái vỏ của nó làm được cái tóc. Bá đạo không? Ăn riết rồi bây giờ cái cổ của mình nó khô gan luôn rồi nè. Vegeta phiên bản ngoài đời thật chính là ta. Xin lỗi các bạn, tóc với giáp mình mới làm xong, giờ chỉ còn sơn lên cái nữa là hoàn thành rồi. Sao cái tóc này coi vậy chứ mình vẽ cả tiếng đồng hồ mới hoàn thành đó các bạn. Ban đầu nhìn vô thì thấy tóc nó màu đen đó, nhưng mà quan sát kỹ lại á, mình phải phối nhiều màu thì tóc nó mới đẹp được. Có bộ cái này làm gấp không được các bạn ơi. Bạn nào mà vẽ ẩu ẩu á, tô lên là nó lem luốc, đội lên nhìn giống chó đốm liền. Coi như xong phần tóc rồi đó nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái áo giáp qua. Đây. Thử một cái. Cái bộ áo giáp này tô hơi lâu à. Này chắc phải lấy màu trắng tô lên hai cái vú trước nè. Tóc đã xong. Các bạn thông cảm đi, tóc của mình nó hơi dài, dựng đứng lên keo nó giữ không nổi. Nhưng mà như vậy là cũng tốt lắm rồi. Để mình coi coi nó còn cái đặc điểm nào nữa không. Ê, cái quần nó rách. Trời ơi, không lẽ mình phải cắt cái quần này luôn sao? Oh, no. Mà không cắt thì không giống. Dứt luôn đi. Quần rách. Ở trần. Tóc sần. Nhưng mà mình còn thấy thiếu thiếu cái gì á. À, cơ bắp. Cơ của nó thì cục nào cục nấy chà bá. Còn mình thì chỉ có cục xương thôi. Chắc phải sử dụng tới tiệc chiều cuối rồi. One hour later. Chào mọi người, thì trang phục của Zoro, tóc tai đó mình chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà mình chưa có mặc đâu. Ra ngoài này coi cả anh em nó cosplay như thế nào, sau đó mình mới mặc lên. Cho tụi nó hết hồn luôn.
Rồi mày cosplay kiểu gì mà tóc còn đang thui vậy? Ôi, tóc em làm rồi. Mà tại vì nó dễ gớt dữ lắm. Khi nào cần em mới đổi lên. Ok. Vegeta. Ủa kìa kìa, thằng Phong đâu? Nó kìa kìa. Go go. Sao mũi? Tóc sơn. Rồi. Ngon ngon. Cosplay xong rồi em đi về nha. Mày đi về làm gì vậy? Sau khi cosplay xong rồi thì mỗi nhân vật mình cũng phải thể hiện một cái tiết mục gì đó để gây ấn tượng cho khán giả. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng nào muốn làm đầu tiên? Tao làm đầu tiên. Rồi mày chơi đi. Mày làm gì vậy? Final. Mày dùng cái tuyệt chiêu này mày chưởng lên đó cho banh nhà tao hay vậy? Quên. Qua chỗ khác đi. Final. Mày làm gì vậy? Hết nhà tao rồi mày chưởng tới nhà của con Tiểu Phương rồi sập nhà nó rồi lấy gì mai mốt nó cho mình mượn cái sân cát này để mà quay phim. Mày chưởng trên trời kìa. Chưởng trên trời ơi. Ừ. Chưởng. Rồi. Lụm lên. Để đội lên cái. Tao lại mày. Dạ, phần trình diễn của mình xong đó. À. Các bạn nhớ bình chọn cho mình nha. Tới lượt em đi. Rồi. Mày làm gì? Thôi cho em mượn cái cam đi anh Vinh ơi. Ở đây có mặt anh em mình ngại biểu diễn không được các bạn ơi. Bên kia có cái giường xài, qua đó tính sao. Nhớ bình chọn cho mình đó. Đi thôi. Quay phim được không? Ok. Để cho phần cosplay thêm ấn tượng với các bạn fan thì mình sẽ dùng tuyệt kỹ của Goku để chưởng banh xác con chó của anh Vinh cho các bạn xem nha. Đây, thấy nó chưa? Bây giờ mình sẽ đặt cam xuống đây. Mày chuẩn bị ăn chưởng này con. Ê, chắc được rồi đó. Chân hả? Rồi cái camera anh cho em mượn đâu? Chó gượt em sợ em chạy bỏ quên bển luôn rồi. Thôi bỏ đi. Tới cụ Tí nè. Rồi tới em nè. Cụ Tí vô trước đi em. Đứng giùm em đi. Rồi tới anh sau. Vô đây nè, đứng đi. Mày đi đâu đó? Rồi làm gì vậy? Đeo này vô. Này là gì? Bùng tài bù tà ra. À, tao nhìn tao tưởng trái quýt không đó. Ủa làm gì? Đeo vô đi em Phong. Ủa mày nhìn tao gì chưa đủ khùng hay sao mà còn đưa tao đeo cái này nữa? Em là Vegito mà. Ừ. Là sự kết hợp giữa Goku và Vegeta có phải không? Đúng rồi. Thì hai anh phải đeo bông tai này vô em mới xuất hiện được chứ. Hợp lý rồi. Ủa? Rồi mày đi đâu đó? Thì em đi chuẩn bị để biến hình. Rồi hai anh em làm ơn đeo cái bông tai đó vô giùm tôi một cái đi. Mày đeo trước đi. Thôi em đeo trước đi. Trời ơi, thằng nào đeo trước cũng được hết trơn á. Đeo vô đi. Đeo vô đi. Vegito xuất hiện. Hãy xem tuyệt chiêu của ta. Ami. Phần trình diễn của em xong rồi đó. Tới anh kìa anh Vinh. Nó đang làm gì mày? Ai biết. Tới lượt anh kìa, lên biểu diễn đi. Lên đi. Ghê mày. Kiểu tóc này đẹp lên Vinh. Đây là vỏ sầu riêng mà anh Vinh. Đúng rồi, mình sơn lên đó các bạn. Trời ơi, vậy mà cũng nghĩ ra nữa mày. Anh lại quá mày. Đây, biểu diễn chiêu của tao. Trời. Ê. Cái chiêu này là cái chiêu gì anh Vinh? Lung tung chém. Lung tung chém là chém lung tung. Trời. Chuẩn bị. Rồi biểu diễn tiếp. Hockey. Bay Lan đang làm gì vậy? Thì anh bút Hockey em đang chét tọ vô cái chân của anh nè. Tao là kiếm sĩ. Mày chét vô cái tay tao đây nè. Rồi. Mày chét vô chân tao làm chi? Cái lũ nhảy nháp đi ra chỗ khác đi. Khỏi cần bút Hockey chém tụi bay cũng chết rồi. Wow. Ê, thằng nào làm đó thủ của tao. Em không tung trên tình nguyện. Em về với tôi đi chết chiêu. Game over. Làm sao tụi bay có thể chống nổi? Sao các bạn, tiết mục của mình đủ gây ấn tượng chưa? Được rồi, tỉnh dậy đi hai đi chứ. Rồi đứng lên đi hai cha ơi, xong rồi. Xong rồi. Thì các bạn hãy bình chọn ra tiết mục của thành viên nào trong bốn anh em mình mà các bạn yêu thích nhất. Thì phần trình diễn của người nào được nhiều fan bình chọn nhất thì người đó sẽ làm đại ca của nhóm này. Mình là Goku, bình chọn cho mình nha. Em là Vegito. Nhớ bình chọn cho mình nha các bạn. Video đến đây là kết thúc được rồi. Mọi người đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bấm vào cái chuông cho mấy anh em mình có thêm động lực để sắp tới ra những clip cosplay mới nữa nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo đi. Bye các bạn. Dạy học thôi mà có cần phải mặc cái áo ngậu vậy không anh Vinh? Mấy đứa có 1 tiếng 30 phút để được anh giải đáp tất cả các thắc mắc trong cái môn học tiếng Anh này.
kỹ năng nghe với lại nói của em yếu lắm. Có cách nào khắc phục không anh? Muốn nghe giỏi thì phải sao? Để nghe nhiều. Chị nhà nghe nhiều vô.